Kính thưa quý vị, Đức Thầy bảo, quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Hoặc dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Đấy là nét đặc thù của Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp băng Thi Văn Giáo Lý số 8, cũng là băng cuối cùng bộ sưu tập thi văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Mời quý vị thanh thản tâm mình, hầu tiếp nhận trọn vẹn giáo pháp nhiệm màu của Ngài qua lời diễn ngâm của người nữ tín hữu Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lắng loạn, hại xa thân, chuông lành buông tiếng, dòng buông ngân, cương thường gánh nặng, chai nhìn tròn tơ tóc dài quằn gái vàng vân nở nước văn chương toàn báo đáp ơn nhà đạo đức quyết đền ân khuyên người chí sĩ mau mau tình giấc mộng nam kha chung thế trần thế trần tạm già gạt đời ta lướt khỏi sông mê khỏi ai hàng nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt sắc không không sắc chớ lìa xa diệu quyền chân lý nói đường sáng ảo thuật tà tâm kim nẻo ra hồng trần ái dục giết tài hoa tài hoa cho lắm lắm nàng tái trì lạc phong trần chuông gốc nếu đã tình tâm tâm lẽ thầm cùng nên rèn tâm gặp đàn ngay sân si phòng có điều thêm bằng nhận nhìn ác không chuyện kéo dài tiếng gọi hồn mê hồn được ngờ
đại toan sắm sửa rước trần ai. Trần ai chỉ có thu phong lưu, tranh đậu thành ra mài oan cừu. Chung cuộc chỉ mong câu thốt dòng, đời ghi chất mỗi sầu ưu. Cổ kim mái tạo nhiều quyền bi, lão ấu xây dần lắm mèo mà còn đeo đầm thu phong lưu. Phong lưu nào phải gọi người ngoan, xa nhà điện nâng kẻ ngài đến đến đi đâu kêu ngược năm về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yêu đã sầu cảm, tóc bạc mình che lắm rộn mơ ràng. Biết được trần gian là mong quyền, tự thần sửa soạn kéo vào qua. Kéo vào quán quách biết bao người, cảnh sống xuân dày phòng mây mười lắm lúc đua chen vui lần dần, nhiều khi dùng dày không pha cười. Tuồng đời chuốc ngót cho xong tiếng cuộc thế rồi mượn tất hơi. Nín thở nằm ngay không cửa quầy, xót thương con trẻ không đôi lời. Đôi lời kể lại nỗi hàng quyên
mà lớn chay to phi lắm tiền. Tưởng vậy xác thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm oan khiên. Thiên đường siêu thoát thời thông thà, địa ngục trầm luân ác đạo điên. Nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rước trần bất nhiễm mới là yên. Mới là yên ổn lánh trần gian, chỉ nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn. Diệu pháp truyền thân vô sự thế, quyền thông qua kiếp mơ chẳng lo toan. Tâm linh mắt thanh xem ba còi, tánh hiện tai thần lòng bôn mơ phàng. Phổ tuệ chúng sanh qua để khổ, Di Đà miệng niệm lánh trần gian. Trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bài phép hiện linh, cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước Diệt Nàng Tu Rì Hậu Thiên Kinh. Sông sao dương thế nhiều cái đắng, gió cuốn trần gian nổi bất bình. Tinh nữ thiền nam nhìn mối đào, dầu cho lăng lóc ráng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàng tối, dầu có gian nan dạ chớ này. Vàng đá bao phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài. Bền gan chờ đợi ngày sớm hiệp, gan chỉ trong mong bữa tiệc khá.
ai. Thiên địa tuần quần gớm một mối, phàm trần vạn kiếp kiên bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Nhổ bàn thông thiên. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo ác xảy ra rất thảm phiền, làm cho dân sự nhổ thông thiên. Số ngang ít bữa rồi trong lại thần thánh đi xa, khó giữ cơ liền. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Vọng Bắc Hòa Nam. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu, năm Tân Tỵ. Nam mô A Di Đà Phật. Lâm sang rải đã rời ra, vào trong lê thơ vậy mà xe cơ xoay, bàn giới luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên lý bài ra. Hãy đời ta cùng thiết tha, chiến tranh ngoại quốc hằng hà lụy lời, xe lời tình nghĩa mới tranh giành soi xỉa cùng nhau, phơi thay mà chẳng nung nao, tranh cùng với đoạt không thèm tâm thân, cầu quân lý tứ ân chạm giả, nếu chẳng dình phải đọa đừng than.
chừng nào tiếng sấm nổ vang, thấp trong lỗ vẻ đền vàng bao chọn bên nước cả rủi mài trong đục, nếu ở chần chờ lục đục kể dân yêu đời ta dài làm ơn lời ta khuyên nhủ phận ta cho xong, để sao đến việc long đông xác thân khó thấy mây rồng hỏi kia chữ trung tính chạm bia trước nghi mộ người phượng thờ đặng độ chúng sanh trả nợ thế nghĩa ơn trọn vẹn non bồng kỳ hẹn ngày kia chúng ham làm chức nát nia ngày sau như thế vô địa quên nôm nay nhầm lúc đêm hôm vắng vẻ muốn tu hành lặng lẽ mà nghe thở yên lặng để ve nó đều rõ mãi thiên cơ người khôn nghe nói ngẩn ngơ người ngô nghe cùng điên kẻ chẳng mến tình riêng hay ghét ta tu hành hay mê khi làm chi hổ thai cho bậc tu mê thân mình chẳng vẹn vậy thì không lo để đến việc gian lưng mà chịu ai biết điều
sớm liệu cho xong. Miệng sự thế nhiều ông kêu hành ta dạy đời chẳng rảnh đi mà tranh. Gió đưa nhầm lúc đêm thanh, lời ta dạy dỗ như nhành ghẹo chim. Gắng công mài sắc nơm kim, những câu quyền bí sáng tìm cho ra. Viết kết câu ngâm nga thời thế, ta khuyên đời như kế trường lương. Tâm thần nào đại gió sương, thương yêu lê thơ lo lường năm luôn tranh đi đạo đức. Ta cho đời một bước thi ca, hết gần rồi lại nói xa, nói cho sanh chung người ơi chi. Dân giới chúng mà còn ghi mãi mãi đạo tu hành, nói phải mà nghe ngàn năm đạo đi vắng que. Bị ngươi thần tu bài chèn cùng xôi, kinh giới sanh ngoài môi nó tụng đạo suy ở đồi bãi lùng vì ai đem nguồn chân lý bằng nay. Ta thương dân chúng mơ lạc loài giống mơ mặc ấy ai ghét ghét cứ định tâm thần xem xét thế nào dài đời chẳng nề công lao. Khuyên người danh lợi làm chi
Ngày sau đến việc sầu bi, thương đời ta mới làm thi khuyên đời. Còn ân nhân đời thời chưa đến nên phải làm kẻ mất người khinh. Nam mô A. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài cho ông Hạnh, rể của ông Võ Văn Giỏi ở Bạc Liêu. Đó rằng tầm đường đến cành tiên, thủ vui phong nguyệt lắm ưu phiền. Lòng phàm rửa sạch niềm nhân ngã, phước Phật trao dồi kết thiện duyên. Thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm hoài linh Đức Phật Đà. Sớm tối đi nằm y chánh pháp, Thầy nguyện dắt đến cành long hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Ngũ Ngôn Cách Cú. Đà trời ơi năm một túi đồ thơ, lòng hằng mong phổ hóa dùng đồ cách đi thanh tờ. Muôn khai kinh thà ca trời chưa cho thỏa già, gặp đi bụi quá thâm ô, đời đầy câu nhân ngã sống bể cuộn phương đông. Chừng nào mới tại sao ta lại đau, quyết trị liệu phương nào? Bình đi là tâm bình, dễ được đi sao? Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Tặng Thi Sĩ Diệt Châu. Thi Sĩ Diệt Châu tức ông Nguyễn Xuân Thiếp, mà hầu hết anh em tín đồ đều nghe danh, là văn sĩ kim thi sĩ. Ông Diệt Châu có viết một tập thơ xuất sắc, nhan đề Long Ngọng Gieo Tình, để kể lại đoạn tình duyên của Trọng Thủy và Mỹ Châu. Trong khi ngồi xe với Đức Thầy trên đường về Sài Gòn, ông có trao cho Đức Thầy xem tập thơ ấy. Đức Thầy liền ngâm hai câu thơ dưới đây
để phê bình gián tiếp án văn kiệt tác của ông Diệt Châu. Mẹ Châu ơi, hỡi mẹ Châu, mẹ chi thần chợt để sầu cho cha. Liền đó Đức Thầy bảo ông Diệt Châu thử làm thi tạ cảnh ngồi trên xe trên đường về Sài Gòn. Thấy ông Diệt Châu nặng óc mãi mà không ra thơ, Đức Thầy liền ứng khẩu đọc bài dưới đây. Xe về chờ theo chàng thi sĩ bảo làm thi mãi nghỉ không ra. Vậy mà giữa chốn phồn hoa gian danh thi sĩ hiểu là Diệt Châu và quay cuồng mê lý theo dõi gót từ bể mây bừa phàm tâm kia đã rửa chân đương cơn sóng dậy đất bằng thế nhân đứng ngó để tăng sĩ làm tăng sĩ quyết chùa bế cửa tủ cơm vàng lên ngựa sông pha đền sông nợ nước thù nhà thiền môn trợ gót Phật Đà Nam Mô. Chừng ấy mới tình vô nhất vật bụi hồng trần rước sạch cửa không chuông linh ngân tiếng đại đồng ta bà thế giới sắc không một màu Sài Gòn đến trong lâu đã trở để quê nhau cửa mở xuống mùa hàng. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Tự Thán. Gió hiu hắt bên rừng quanh quẻ nhìn non
đường vẽ tan thương, mối tình chung loài dân dương. Thấy quân xâm lược khi hùng cường căm gan, vừa tôn súc cơm vàng ngăn giặc, bồng quả đâu gieo rắc bất kỳ kỳ. Cường quen một lũ ngu si, quan này hận ấy sự ghi muôn đời. Truyền khắp nước muôn lời thôi bào hiếp dân, làm cho trong nước cứ rẻ vong, làm cho giặc pháp đi một lần sướng nghi ra. Vậy cũng gọi an ban định quốc, rồi rút lui bỏ mất cái thành trì. Giống nòi nở giết nhau chi, bàn vật kỳ tương trì lợi lũ đoàn hậu tân có lòng yêu nước. Khá nhìn xem đi gương trước cái răng mình, riêng ta hai chữ nhục dính thoáng cười thấy sự nhân tình qua lòng dân chớ ra xem khinh, bảo tàng giết mất cứ nhân tình thề thuốc. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tiếp theo là bài Đồng Đảng Tương Tàn. Người đồng đang giết người đồng đang, ai việt minh cộng sản là ai? Đường cơ quyền lời đắm say, anh hùng chí sĩ râu mài thế. Đường muôn dòng lời thư một khúc, giờ giặc đã ta túc nhà ta. Ai ra nâng đỡ sang ngàn, ai ra cưới vớt nước đi nhà lâm sức xe tầm truy tàn sát, không đàn nào mà thoát tay ương. Nghĩ càng bực tức đau thương, giết nhau để lợi cho phường xăm như lăng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Chí Nam Nhi. Nam Nhi mang chí cả bao
lòng sắc đa thương dân nòi dẹp ba dinh quê lướt đàn bom giữ dừng một lời thề tàn sát hết quân thù xâm lược tranh độc lập tự do cho nước cho dòng nòi rạng rỡ trước năm châu khi thiên liêng sông núi nhiệm màu ung đúc dòng anh hùng giang buôn bề gương sáng ấy soi chung hầu thế anh em ơi theo dõi góp cùng ta ra tay quét sạch sang hàng ra tay bồi đắp nước ta quý vị. Tiếp theo là bài Dụng Kinh Quyền. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ. Hỡi ôi trời đất mấy muôn trùng muôn dùng kinh quyền đạt khi ngặt nổi thân phàm dương vân nàng trường thế chưa mở trong chưa thùng trong chưa thùng sĩ tử vẫn chờ mong ngóng mau mau thấy mặt rồng bạn hộ danh đề tên chi sĩ đem tài thao lược giúp non sông giúp non sông trong lúc chiều giang trưng thảm lệ tràn tuôn mãi chẳng ngừng mịt mịt mờ mờ mưa gió đàn phong trần đài đoa mây trời đất lẽ nào không xét đến để cho dân Việt khổ lâu dài khổ cầu nguyện Phật trời gọi móc kỳ mưa kiếp mở lòng qua xây mái tàu cho
dân hồng là kỳ thọ ân thường. Thọ ân thường mà được cảnh nhàn, trăm họ đầu đây trước thánh ni hoàng. Nguyện giữ căn thường gìn Phật đạo, giáo hòa mãi mãi với lần ba. Với lần ba sẽ dứt mối thâm mi thù. Chẳng dám trễ bê đường đạo đức, đặng mong ơi chẳng dưng cành áo tù. Cành áo tù giờ vẫn phải còn nặng trĩu trên đầu heo ruột kia gan, chi dốc thoát ly vòng xích tòa cầu trên thánh. Rời ngay cảnh tục trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết nào Nam Mô A Di Đà. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài Sức Cái Ngu Đần. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dương nghiệp trần hoàng bởi hòa gây ra kiếp số chiều phong trần, nay nhờ đuốc quê soi đường tôi, đặng rất cái ngu lần cái đần. Muôn ban cái ngu lần cái đần, ngu đần cả nước lần cùng dân. Sớm lo lòn cuối chiều ăn ngủ, nào biết liệu toan nợ nần tiếng tổ tạo gây nên. Con cháu ngày nay phải báo đền, đành thế nhưng vừa lời với dung, lẽ gì chịu dài
Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Hài răng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh. Quay về cội phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền nay dốc thực hành. Chớ nhiệm trần quang đường phân sâu, chim bao cuộc thế chẳng thương con, chi bằng nhớ lại câu hồng thề tình ngộ. Dạy hỡi con, hỡi con đời tục rất khói tanh, trí huệ trao dồi kim nèo thân, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thầy thấy con nay đắm cõi trần, đường tu lơ là thương thay công hòa tu từ trước, lại muốn bỏ đành gốc thiện nhân, chẳng sớm về nhà lo sám hối cầu trên Phật tổ dài mê căn. Ất là hồn trẻ còn chi nữa, địa ngục trầm luân cách đi thượng tầng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài hỏi phỏng đá. Ông đứng làm chi đây hỡi ông, trơ trơ như đá dừng như đồng, giờ dình non nước cho ai đó, do bề cuộc đời có biết không? Phỏng đá trả lời: ông đứng ở đây cho chúng biết nghe ông kêu lên một tiếng tờ chuông đồng, khắp trong thiên hạ đều lai tịnh, bước xuống thuyền từ đến cửa không, đừng chờ thời vẫn đến đi cho ông,
rải đạo quyền di khắp đại đồng. Bao bọc non hồng cùng nước lạc, về khi đời cùng biết đi chớ sao không. Đừng nghĩ chờ đại chúng trọng tôn ông, dừng cuộc hòa minh khắp đại đồng. Mau diệt giang sơn bờ cõi dừng, đuổi loài phiên tạc lối về không. Nam mô A Di Đà Phật. Hồng dân cư sĩ, biệt hiệu của đức thầy. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài cho ông Võ Văn Diễn sắp đổi đi làm việc xứ xa. Ngàn dặm đường xa cách ai qua, chúc nguyện đệ tử được bình an. Mong trời nhỏ phước cho dân thiền, vô bệnh vô muôn việc nhàn. Đó ráng trì lòng ân nhân qua, thì giờ hạnh phúc có đâu xa. Ngày nay sư đệ tuy xa cách, trời Phật ban cho sẽ hiệp hoàng. Cơn này thế giới lắm phong ba, lừa lọc con tiên về quỷ tàng. Phố có cao đàn phong kẻ bao, con người lương thiện khỏi sông. Cùng trời, cùng Phật, cùng an nơi. Một tâm chí nguyện cho tròn đạo, lòng chớ lo chi sự đổi dời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài cho bà Năm Cò ở Sài Gòn. Ngọn gió thiền môn cuốn bụi lời danh hai chữ mất lỡ trong. Nương theo đuốc huệ tâm chân lý, lòng tiên từ
tình ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm mà lẽ quyền thâm, mà hỏi châu Phật qua vui cõi đại đông. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài gọi đàn. Hỏi anh em trong nhà Nam Mi Việt cơ, nhớ nước ta hùng liệt kỳ thoa xương, ngàn năm bắt địch vài bữa mà còn đứng dậy tống đưa hồn chiến sĩ ngàn thu rạng to, gương anh hào chói đỏ như châu, non nghi sông nhì thành bạch một bầu, ngọn cờ độc lập như bay hầu khắp đi nơi. Lịch sử cũng ráng ngời mấy đoàn lắm mi anh hùng hào hiến suốt kỳ thân, sanh di tương tự di thần câu châm ngôn ấy truyền lần đến nay, tới nguyện trào xa tay một phút lũ Tây Dương bọn trúc mấy mươi năm, thương dân nghi ruột rửa chưa sông hận còn cắm đi mối hận. Nay chẳng lẽ ngồi đợi những bàn dòng quốc ca cho bàn chúng nghe, thôi thề đoàn kết chi đặng khoe sức chi hùng, khắp bắc nam đùng đùng một trận ấy mới mong nhi quốc kỳ dần phán nghi hồi. Trước là dẹp lũ sao đưa quốc tặc quy hồi diêm nhi cung, nếu nay chẳng dây dùng cương quyết thì thề ác là tiêu diệt khi giống mơ nòi. Muôn năm chiều đời thân người như thế còn coi ra gì. Nam mô A
vị. Tiếp theo là bài Gọi Đoàn Thanh Niên. Bài này Đức Thầy viết tại Sài Gòn năm 1943. Hỡi thanh niên trong nhà Nam Việt cơ, thanh niên đừng mài miệt kỳ truy quang, cùng lòng yêu tổ quốc đi hoàn toàn, xông pha chiến địa gian nan xa gì, chớ có ngủ ly bề trong mộng, để dân ta mãi súng nổ đùng đùng thì ta cũng phải dậy dùng thoát đi ly, đừng nhu nhược mê si tự sắc mà buông tha lũ giặc cùng đường. Thanh niên nghĩa vô phi thường, phần là phải biết yêu thương giống như nòi. Nay chẳng lẽ ngồi coi thắng bài của cọp rồng trên dải đất ta, một mai cọp đã lìa nhà, biết rồng có chịu buông tha chăng cùng. Vậy anh em phải chung lưng lại, dùng sức mình đánh bại kẻ thù, tỏ ra khi phát trường phun, dùng lòng tuyền kiếm mi tận trú gian thần. Xưa nước đã bao lần nhờ máu anh hùng, hy sinh bao quốc tận trung, đem nhớ bầu nhiệt huyết kế so cùng sắc kỳ gan. Việt Nam là muôn đời xa lánh đi tai nạn diệt kỳ vong. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đến đây đã kết thúc chương trình đọc thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Chúng tôi kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Nam mô A Di Đà Phật.